nhạc phẩm mà tựa đề là Hát Cờ Đảng dưới sự trình bày của giàn đầu ca câu lạc bộ văn nghệ Thôn Yên Bình cùng Tốt Múa. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với câu lạc bộ văn nghệ thôn Dương Đanh với bài múa Con Lên Chùa Dâng Hoa. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Và xin được trân trọng và kính mời đội văn nghệ xóm giữa Thôn Yên Bình với bài Hồ Chí Minh Đẹp Nhất Trong Người chuẩn bị.